vấn đề cầu nguyện may rủi, tức là khi thì có kết quả, khi thì không có kết quả. Thế bây giờ tôi trình bày cầu nguyện theo quan niệm của đạo đạo Phật, chứ còn chúng ta nói mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ và chúng ta không có thực tập cái này thì vấn đề cầu nguyện của Phật tử chúng ta nó còn mơ hồ lắm. Thì tôi nói rằng trong đạo Phật của chúng ta, nhất là đầu năm, thì Phật tử nào cũng đi chùa cầu an, và chùa nào cũng có chương trình cầu an cho Phật tử đầu năm cả. Ở đây coi như cái thông lệ, không có chùa nào không có hết. Hồi tôi mới về, tôi nhận cái chùa làng. Mà tôi rồi quý vị biết là Ban Hoằng Pháp là pháp sư. Bây giờ tôi về đó tôi làm trụ trì, quý thầy ở địa phương đó, quý thầy mới đến hỏi tôi vấn đề cúng sao hạn thì sao, có cúng không? Tôi nói cúng chứ có làm sao đâu. Bây giờ quý thầy không cúng á, họ đi cái chỗ khác họ cúng còn tệ hơn nữa. Mình cúng chứ có sao đâu. Cho nên tôi mới hướng dẫn cho quý thầy đó cúng. Tại vì tôi học ở miền Trung, xuất thân từ ở miền Trung, và tôi làm việc ở miền Trung, cho nên tôi học được cái nghi thức và cái truyền thống của Phật giáo miền Trung tôi thấy hay. Mà trong Nam chúng ta thì cái này còn dở lắm. Mà ở ngoài Trung á, vì sao? Cái miền Trung tức là ảnh hưởng cái Phật giáo, mà cái sự tổ chức nề nếp tỉnh hội, huyện hội, khuôn hội, quốc hội, tức là nó có nề nếp. Vì vậy mà cái sự sinh hoạt của giáo hội rất là dễ. Còn ở trong Nam chúng ta thì khó. Tôi là người Nam nhưng mà học và làm việc ở ngoài miền Trung. Thế thì ở ngoài miền Trung nó như thế này quý vị. Người ta làm cái phiếu xin lễ cầu an đầu năm. Rồi Phật tử là chủ của chủ hộ đó, tên gì đó, pháp danh gì đó, rồi số thứ tự, rồi tên họ, tuổi, pháp danh, có vậy thôi. Rồi người ta mới đưa về các cái khuôn hội, khuôn Bồ Đề, khuôn Lộc Uyển, khuôn Lâm Tỳ Ni, khuôn Linh Thú, vân vân. Thì đạo hữu, ông khuôn trưởng ở đó mới phát cái phiếu đó cho hội viên. Người ta điền vào cái phiếu đó, người ta đưa về tỉnh hội. Rồi tỉnh hội mới tổ chức đó, ngày mùng 2 là đọc cái danh sách của khuôn hội Lâm Tỳ Ni. Ngày mùng 3 là đọc cái danh sách của khuôn hội Linh Thú. Ngày mùng 4 là đọc cái danh sách của khuôn hội Bồ Đề, cho tới rằm tháng Giêng. Và tại chùa khai kinh Dược Sư vào mùng 2 Tết, mùng 1 qua mùng 2 đã khai kinh Dược Sư. Rồi bắt đầu đọc cái danh sách từng khuôn hết, có thể 17, 18 gì đó, còn thì cứ tiếp tục đọc. Đông lắm. Thì cái ngày chúng ta niêm yết ngày mùng 2 là đọc cái danh sách của khuôn Bồ Đề, thì tất cả đạo hữu của khuôn Bồ Đề đó tập trung về dự lễ. Thế thì chùa cũng đốt đèn, Dược Sư đồ cũng linh đình, sáng rực, trang nghiêm lắm. Và thầy trò tụng Dược Sư. Đó là tôi làm việc ở ngoài đó.
Thế thì đạo hữu về cũng thấy đèn đuốc đồ đốt quá trời quá đất, là nó sao đó, có vậy thôi. Chứ còn không có la hầu, không có kế đô, không có hạng gì hết, mà đọc tên, đọc tuổi, rồi đọc pháp danh, rồi cầu an đầu năm, mà tất cả thầy trò chúng ta tụng dược sư. Lát nữa rồi tôi nói cái nội dung của dược sư quý vị. Đó là cầu an. Như vậy là các chùa quý thầy cứ bình thường, cầu an bình thường, thế đâu có chuyện gì đâu. Và cầu siêu thì gia đình đó ngày mai đám giỗ, thì tối nay đó tại khuôn hội có cái lễ cầu siêu, và khuôn nào thì đạo hữu về cái khuôn đó. Thì thường thường ở các khuôn hội là không có trụ trì, và không có quý vị xuất gia mà đạo hữu không thành lập ra cái ban hộ niệm, cái ban nghi lễ, rồi các vị cư sĩ đó làm hết. Rồi tối về đó rồi có cái sớ bạch Phật, rồi đọc rồi tên của người chết đó, rồi cầu siêu tụng thời kinh Di Đà, thì ngày mai gia đình người ta đám giỗ, đám quả gì đó người ta giỗ. Nhưng mà tối hôm đó là tất cả đều về khuôn hội, đều về chùa để làm lễ cầu siêu hết. Trong Nam thì ít lắm, vài ba chục cái gia đình Phật tử đâu được chừng gia gia đình, còn nhiều dỗ vậy thôi, chứ còn ít có ai về chùa lại xin thầy để làm cái lễ, rồi các đạo hữu rồi tập trung về, rồi tối đó làm cái lễ cầu siêu, rồi sáng tụng kinh, ít có. Trừ ra những cái tuần tam thất, rồi trung thất, rồi bá nhật, rồi tiểu tường, đại tường gì thôi, chứ còn ngoài ra dỗ thì thôi không có. Nhưng mà miền Trung là làm kỳ lắm. Thì tôi thấy đó là đúng với tinh thần của Phật dạy. Cầu an, cầu siêu của nhà chùa chúng ta làm đúng. Và cái truyền thống đó muôn đời vẫn giữ tốt đẹp thế thôi. Thì bây giờ tôi triển khai cái ý nghĩa và cái vấn đề cầu nguyện. Nó có phải ba cái tiêu chuẩn để mới đạt thành một cái vấn đề cầu nguyện theo đúng cái tinh thần của nhà Phật. Trước hết là chúng ta là người cầu nguyện, gọi là năng đó, và cái người mà bị chúng ta cầu đó là sở. Mình cầu cho ông nội mình cầu cho bố mình, như vậy là có năng có sở. Mình lại Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì vấn đề cầu nguyện phải có năng cầu và sở cầu đàng hoàng. Ai là năng, ai là sở? Thế thì phải có cái thứ ba nữa, cái yếu tố thứ ba nữa, thì vấn đề cầu nguyện nó mới thành tựu. Đó là chư Phật và Bồ Tát. Bây giờ tôi ví dụ chúng ta có hai cái điện thoại di động, đầu A, đầu B, hai cái. Nhưng mà quý vị đâu có gọi được, phải không nè? Phải có cái gì, cái thứ ba đó chúng ta gọi mới được. Chứ còn hai cái này mua về đó để chơi thôi chứ gọi không được. Mặc dù là hai cái điện thoại di động, nhưng mà phải có cái thứ ba nữa đó chúng ta gọi mới được. Bây giờ chúng ta một cái trận bóng đá Âu Châu mà chúng ta ở Việt Nam rồi, chúng ta mở cái truyền hình ra chúng ta xem cái trận bóng đá đó, thì phải có cái thứ ba đó chúng ta xem mới được. Chứ không phải cái sân bóng đá đó với cái màn hình này chúng ta xem được, mà phải có cái thứ ba đó chúng ta mới có xem được. Nó không phải khoa học như vậy đó. Bây giờ cái thứ nhất đó là chúng ta là con cháu, muốn cầu nguyện thì chúng ta phải có cái năng lượng từ bi. Cái này là cái điều quan trọng nhất. Từ bi là gì? Tức là thương xót và giúp đỡ. Nói nôm na tức là thương xót và giúp đỡ. Như vậy mình muốn giúp ông bà cha mẹ mình phải có cái tình thương.
phải có cái tình thương. Như vậy cái năng lượng từ bi là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là chư Phật và Bồ Tát. Là yếu tố thứ ba là người chúng ta cầu nguyện, đó là ông bà cha mẹ chúng ta. Như vậy chúng ta có năng lượng từ bi và chư Phật Bồ Tát có đại bi tâm. Như vậy cái đại bi tâm, cái đại bi tâm của chư Phật Bồ Tát đó mới tiếp thu cái năng lượng từ bi của chúng ta cầu nguyện, và quý ngài mới truyền tải cái thông tin đó đến cái người chúng ta muốn cầu nguyện thì mới có kết quả. Giờ tôi đưa ra cái hai hình ảnh để quý vị thấy: Đức Phật và tôn giả Mục Kiền Liên. Đức Phật thành đạo rồi, ngài thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu thanh mẫu Ma Già. Tôn giả Mục Kiền Liên xuống với A Tỳ địa ngục thăm mẫu thân và thấy mẫu thân của ngài đọa trong ác đạo, ngài cứu không được. Về bạch với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy cái pháp cứu tế, tức là Vu Lan Bồn đó, để mà cứu thân mẫu của Mục Kiền Liên tôn giả thoát khỏi ngạ quỷ u đồ. Như vậy là cầu nguyện. Hai cái việc làm tuy nó khác nhưng mục đích của nó giống nhau. Tôi nói lại, hai việc làm của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là tôn giả Mục Kiền Liên có khác nhau. Đức Phật là đích thân ngài cứu mẹ, không qua một cái trung gian nào. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thì không đích thân cứu được mà phải qua cái trung gian. Nhưng mục đích là cứu thân mẫu của Phật và cứu thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên đều siêu độ, siêu thoát. Vậy hai cái việc làm nó có khác nhưng cái nội dung của nó là một. Tôi nói thêm cái chỗ đó để quý vị thấy. Thế thì Đức Thế Tôn ngài thân hành lên cung trời Đao Lợi cứu thánh mẫu, vì Đức Phật sợ thánh mẫu hưởng hết cái phước báo ở cõi trời rồi đọa xuống tam đồ ác đạo, cho nên ngài phải đích thân lên thuyết kinh độ thánh mẫu và thiên chúng ở trên đất, không qua một trung gian. Vì sao? Vì Đức Phật công đức của ngài vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Chúng ta không thể đem cái công đức của Phật để mà so sánh, để mà dùng lời lẽ toán số để tính. Khuya chúng ta tụng cái thời kinh khuya, rồi chúng ta đọc cái bài tán Phật, chúng ta mới thấy được cái bài tán Phật khuya đó để mà tán thán cái công đức của Phật, thì chúng ta mới thấy được cái công đức của ngài là bất khả tư nghị, không thể tính đếm mà không thể dùng cái tư tưởng của con người để mà so sánh. Cho nên Phật làm cái việc đó không qua trung gian. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là chúng sinh ở các cung trời hưởng cái phước báo an vui thoải mái, không như là chúng sinh đọa trong ác đạo cực hình
khổ khổ sở. Hai cái này nó khác nhau. Ở trên cung trời thì chúng sinh hưởng cái phước báo được an vui, được thoải mái. Nhưng mà chúng sinh ở trong ác đạo tam đồ thì cực khổ, thống khổ, đọa đày. Hai cái chúng sinh này, hai cái cảnh giới này khác nhau. Cho nên bản thân của Phật đích thân Ngài để độ thánh mẫu. Còn đối với tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, mặc dù có thần thông nhưng cái đức độ không bằng Phật. Cho nên nhìn thấy mẹ đọa trong ác đạo mà phải về bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ dạy cái phương pháp là nhờ sức chú nguyện của tăng già, oai thần của Tam Bảo và lòng hiếu kính của người con. Ba cái yếu tố này mới đạt thành được cái kết quả là mẹ của Mục Kiền Liên được thoát khỏi u đồ ác đạo. Thế thì hôm nay chúng ta cầu nguyện theo cái nghĩa và cái việc làm của tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta không làm được việc làm như Đức Thế Tôn. Cho nên phải đủ ba cái yếu tố đó. Chúng ta có năng lượng từ bi thì chư Phật và Bồ Tát có đại bi tâm tiếp thu cái năng lượng từ bi này, truyền cái thông tin đó đến một cái nơi nào mà chúng ta muốn cầu nguyện. Người mà chúng ta muốn cầu nguyện là ông bà cha mẹ của chúng ta. Tôi thí dụ, ông bà của chúng ta sau khi chết được sanh vào cõi người. Nói cho nó dễ hiểu một chút. Sanh vào cõi người bình thường cũng là con người, nhưng mà cái đời sống vật chất khó khăn lắm. Hay là về mặt tư tưởng, tinh thần còn nhiều cái bức xúc, khủng hoảng, chưa được an ổn về thân cũng như tâm. Trong cái cuộc sống của cha mẹ mình làm con người, nhưng mà về hai cái phương diện tinh thần và vật chất chưa được thoải mái. Thế thì bây giờ có một vấn đề cầu nguyện là con cháu làm cái việc cầu nguyện, lập đàn tràng cầu nguyện, bố thí cầu nguyện, trai tăng cầu nguyện, làm phước để cầu nguyện, có nhiều cái hình thức. Nhưng mà con cháu đó nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ, nhớ đến cái công đức sanh thành, nhớ đến lời Phật dạy cha mẹ bảy đời nhiều kiếp còn có cái ân nghĩa ràng buộc với chúng ta. Cho nên con cháu họ cầu nguyện. Thế thì bây giờ chư Phật và Bồ Tát tiếp thu cái năng lượng từ bi của con cháu đó, truyền thông đến ông bà cha mẹ ở cái cõi người này. Bây giờ ở cái cõi người đó, cái người được cầu nguyện đó, đời sống vật chất tốt đẹp hơn, tinh thần được an lạc hơn, cũng là con người, nhưng cái phước báo lại được đầy đủ. Đó là do cái gì? Cái công năng cầu nguyện của con cháu mà cái người hưởng được cái phước báo đó một cách cụ thể, một cách rõ ràng. Như vậy, trường hợp khác là ông bà cha mẹ chúng ta đọa trong ác đạo. Tôi nói cái cách khác tức là đọa trong ác đạo, mà do con cháu phát tâm cầu nguyện có năng lượng từ bi. Như kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, quan mục cứu mẹ. Quý thầy quý Phật tử đã đọc kinh Địa Tạng, quý thầy quý Phật tử thấy rồi. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy rõ ràng. Như vậy, do cái việc cầu nguyện đúng với tinh thần của Phật mà cha mẹ mình, ông bà mình đọa trong ác đạo được siêu thoát. Hay hoặc giả
là bị đọa trong ác đạo nhiều đời nhiều kiếp, mà nhờ cái sự cầu nguyện của con cháu mà tội ở trong ác đạo đã được thuyên giảm do cái sức cầu nguyện. Vì vậy cho nên theo tinh thần của nhà Phật thì Đức Phật dạy Phật tử chúng ta cầu nguyện phải đủ ba cái yếu tố đó. Muốn cầu siêu như tôn giả Mục Kiền Liên cứu thân mẫu của Ngài thì lòng hiếu thảo của người con là một. Oai lực của Tam Bảo, sức chú nguyện của tăng già, thì ba cái yếu tố này chuyển được nghiệp nặng của chúng sinh trong ác đạo có hiệu quả. Còn cầu như thế này thì tôi nói quý vị, tôi thì không dám phê bình, nhưng mà nói ra để rồi rút kinh nghiệm. Cũng nhiều gia đình có đám rồi cũng rước quý thầy đồ tới, nhưng mà đốt nhang cũng thầy, trải chiếu cũng thầy, bưng chè cũng thầy, tụng kinh cũng thầy, đại khái vậy thôi. Còn gia đình con cháu là thôi là rùm đánh cờ tướng đánh bài đồ chơi vậy thôi. Họ coi cái chuyện đó, người ta làm mình làm xưa làm nay bắt chước thôi. Về cái mặt tinh thần tôi thấy không có. Tôi cũng thường thường đi tụng kinh, tôi cũng biết cái chuyện đó. Cho nên cái việc làm có làm, nhưng mà cái kết quả của nó là không đạt, là vì cái tâm thành của chúng ta không có. Nên tôi nói hôm đó tôi đi tụng kinh đám tối ở chùa Tịnh Độ xong rồi tôi dẫn ban hộ niệm tôi đi tụng kinh, tụng xong rồi ra cái bàn ngoài uống nước đợi xe nó đến nó rước về, thì cái người con gái, tại vì họ mặc đồ tang tôi biết con gái con trai, thì cô ta ngồi cô ta nói chuyện với cái người bạn ở sau lưng tôi đó. Cô nói thế này: bạn biết không, mẹ mình bệnh, mình bỏ công ăn việc làm nuôi hơn 2 tháng trời, mất chi phí gần 20 triệu. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói tại sao người ta hững hờ như vậy, về nuôi mẹ gần 2 tháng tức là 60 ngày mà mất cái sở phí gần 20 triệu. Còn mẹ mình sanh mình ra bằng bắp chân mà nuôi mình lớn lên cho đến thành người dựng vợ gả chồng, thì mẹ mình có nói với ai, có than với ai và có nói với người bạn bè nào không? Chắc là không. Cho nên tôi ngồi tôi suy nghĩ, ông bà chúng ta nói không quá đáng lắm đâu. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng kể ngày, họ tính rõ ràng. Chứ đâu có nuôi không đâu, nuôi mà phải tính. Như vậy vấn đề nuôi cha mẹ mà kể mà tính như vậy thì vấn đề cầu nguyện có thật tình để cầu không? Cho nên quý vị đọc kinh Du Lan Bồn có một cái điểm rất đặc biệt. Rất đặc biệt của kinh Du Lan Bồn mà tôi nghĩ rằng cũng ít người hiểu được. Nhân đây tôi nói cái chỗ đó đây quý vị. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ ách yếu của kinh Du Lan. Thế thì cơm thì tại sao lại hóa lửa được? Bất quá mình bỏ lên chảo, mình rang nó khét thì thôi, chứ làm sao mà cơm hóa lửa được. Mà trong kinh Du Lan Bồn thì nói là cơm hóa lửa. Bà mẹ của Đức Mục Kiền Liên thấy được cái bình bát rồi bà bốc và ăn cơm quá lửa. Chỗ là cái chỗ ách yếu của kinh Du Lan. Bởi vì quý vị thấy ở trên thế gian này chúng ta
cần quần áo, cơm, tiền, vật thực, tất cả những cái vật chất để cần dùng cho cuộc sống này để chúng ta tham, thì học trò họ phải lạy tôi chứ. Không biết lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà họ, tôi làm thầy thì quý vị họ phải lạy tôi. Nhưng mà hàng năm Du Lan Bồn tôi thỉnh chư tăng chư ni về chùa tôi cúng dường là tôi phải lạy, không phải tôi lạy học trò tôi đâu. Tôi không có lạy đâu, các vị đó là học trò tôi. Bởi vì tôi mời tăng ni sinh của trường cao đẳng Phật học về tôi cúng dường thì tôi phải y áo tôi lạy chư tăng chứ, mà không phải tôi lạy học trò tôi, mà tôi lạy đức chúng Như Hải. Đó là các vị một trong ba ngôi tam bảo của thế gian, tôi phải lạy chứ. Chứ tôi đâu có nói rằng bây giờ tôi đâu nói tôi là giáo thọ nữa, mà tôi là một thành viên của tăng đoàn, tôi phải lạy chư tăng, tôi cúng. Hàng năm tôi mời chư tăng đi về chùa tôi phải đắp y hậu và tát bạch lạy tăng đi tôi cúng đàng hoàng. Như vậy ông bà cha mẹ tôi mới được siêu thoát, cửu quyền thất tổ tôi mới được siêu độ, và những vong linh ký tự ở chùa tôi đại diện cho hàng trăm hàng ngàn Phật tử, họ gửi cốt, họ gửi linh ở chùa tôi đại diện tôi cúng, thì các vong linh đó họ mới được siêu thoát. Như vậy nếu tôi làm việc đó mà tôi có không năng, không có cái năng lượng từ bi, tôi không có thành tâm, thì vấn đề cầu nguyện cúng dường trai tăng hôm đó vô ý nghĩa. Tôi nói như thế để rồi quý thầy rồi quý Phật tử lưu ý, chứ không phải mình thấy người ta cúng rồi mình cũng cúng, thấy người ta làm mình cũng làm, nhưng mà cái ý nghĩa mà đúng với tinh thần của Phật dạy nó lại khác, còn cái chuyện của thế gian. Cho nên tôi nói rằng có khi chúng tôi đi đến nhà của cư sĩ, chúng tôi tụng kinh mà chúng tôi thấy quý cư sĩ họ không có cái tâm thành, họ lơ là, coi như họ bán cái cho ông thầy đó tới làm gì đó làm xong thôi. Tôi nói rằng bưng chè của ông thầy, trải chiếu của ông thầy, tụng kinh của ông thầy, rồi bưng xuống của ông thầy, còn gia đình họ thì thôi, đằng này khúm chơi cái trò này, đằng kia khúm chơi cái trò kia, hai ba khúm vậy, còn không có ai tới lo cái chuyện để cung kinh hết. Như vậy không có cái tâm thành, cũng có cúng nhưng mà cái tâm thành không có, cái năng lượng từ bi không có, thì vấn đề cầu nguyện chúng ta không đạt được kết quả. Thôi thì đại khái nãy giờ chúng tôi cũng trình bày để rồi quý vị nắm được cái ý đó. Giờ tôi nói cái nội dung của kinh Dược Sư, để cho chúng ta làm cái đàn Dược Sư này chúng ta thấy mới có cái hiệu quả, và có cái gì nó thâm thúy và cái gì nó đặc biệt chúng ta làm, rồi sang năm chúng ta làm nữa. Còn chúng ta làm mà chúng không thấy được cái kết quả, không thấy được cái mầu nhiệm của nó, thì chúng ta làm cái việc làm của chúng ta nó không có lợi ích. Thế thì dược sư có nghĩa là thầy thuốc, nói nôm na nó đơn giản vậy. Thế thì bây giờ chúng ta bất an, tâm của chúng ta bất an, chúng ta đi cầu. Người không hiểu Phật pháp thì họ đến đình, họ đến lăng, họ đến miếu, họ đến chỗ này chỗ khác về tín ngưỡng thì họ cầu cho tai qua nạn khỏi, cầu cho tật bệnh tiêu trừ, mua mai bán đắt vậy là đủ thứ chuyện cầu rồi. Cầu mà. Thì hôm tôi đi Hà Nội, tôi ghé tôi giảng ở chùa Hoài Nhai, tức là chùa Hòa Thượng Cua. Thì tôi vô đó thì còn 30 phút nữa thì ban thỉnh sư họ mới thỉnh. Thì có một cái ông đạo hữu đó, ông đến ông lạy Phật. Mà quý vị cũng biết là chùa miền Bắc thì thờ nhiều lắm, từ ở trên mà thờ xuống tới dưới đó, không biết mấy hàng mấy lớp, hàng lớp lớp nhiều lắm. Có tượng to, có tượng vừa, có tượng nhỏ, có đại khái vậy. Thế là cái ông đạo hữu tôi ngồi tôi mới nhìn thì coi ông đạo hữu đó, ông thắp hương. Rồi ông đứng ông dòm lên
Ông không nói gì hết, quan sát hết rồi ông mới nói. Bắt đầu ông mới nói là: kính thưa ông tượng to, tức là ông thấy cái ông tượng to rồi ông lên ông thừa thừa trước. Cái ông dòm qua nữa: kính thưa ông tượng vừa vừa. Rồi ông dòm tới ông nói: còn mấy ông nhỏ nhỏ nữa, kính thưa tất cả ông tượng nhỏ. Tức là ông thừa hết. Thì tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói đây, ông đạo hữu này cũng thiệt tình lắm, không có phải bôi bác mà không ấy. Nhưng mà bởi vì mình đến mình lại đó thì mình không có lại hết, còn ông đó thì ông đếm, tức là nhỏ rồi vừa rồi to, thì coi như trong cái chánh điện ông đó có ba lớp tượng to rồi tượng vừa vừa tượng nhỏ, cho nên ông lễ hết, ông kính hết là ba hàng tượng to, tượng vừa, tượng nhỏ, thì cũng thành tâm lắm. Cho nên vấn đề mà cầu an đó là chúng ta bất an cho nên chúng ta mới cầu an. Mà con người của chúng ta đó, thưa quý vị, nó có hai cái bệnh: thân bệnh và tâm bệnh. Khổ cũng có hai thứ, tức là khổ thân và khổ tâm. Bây giờ chúng ta vấn đề cầu an là chúng ta như vậy. Quý vị đến những cái nơi tôn giáo tín ngưỡng để quý vị cầu để cho cái thân của quý vị an cũng tốt, thưa quý vị, cái này không có lỗi gì hết, nhưng mà tâm của mình chưa an, cái điều đó mới là quan trọng. Bây giờ cái vị đó họ nghèo quá, họ tới họ vái Phật, họ trúng số, cái tuần sau họ mua họ trúng số, như vậy họ được an chưa? Để quý vị suy nghĩ coi, người trúng số độc đắc họ an được chưa? Chưa an đâu. Khi mà họ trúng số độc đắc đó là bà con dòng họ họ tới họ thăm, thì cái người trúng số đó sợ dữ lắm, sợ chia sẻ, sợ sinh sợ, cho nên bất an. Khi mà chưa trúng số thì nghèo khổ để vái để trúng số, bây giờ trúng số rồi thì sợ bất an. Như vậy an rồi bất an, rồi bất an rồi an, cuộc đời của chúng ta như vậy, thì lúc chừng nào chúng ta mới được an? Nè. Cho nên kinh Dược Sư là Đức Phật Dược Sư là thầy thuốc. Vì Đức Phật đó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong đó có một cái nghĩa là vô thượng đại y vương, tức là ông thầy thuốc mà không ai hơn. Thầy thuốc mà không ai hơn. Thế bây giờ Phật tử chúng ta tâm không an thì chúng ta uống thuốc của Phật Dược Sư chúng ta mới được an. Còn chúng ta thân bệnh thì chúng ta ra ngoài tiệm thuốc, chúng ta mua thuốc ở ngoài tiệm chúng ta uống thì chúng ta hết thân. Còn tâm bệnh thì chúng ta mua thuốc ở đâu chúng ta uống. Chúng ta tâm bất an thì chúng ta làm sao để tâm ta an? Là có Dược Sư, là cái vị thầy thuốc mà cho chúng ta cái thuốc để chúng ta an tâm. An tâm. Bây giờ an cách sao? Tôi chỉ cách an cho quý vị. Thì trong cái lịch sử Thiền Tông, ở nhỏ tôi học đó, thì Bồ Đề Đạt Ma có người học trò. Người học trò đầu tiên hết đó là Thần Quang, tức là Ngài Huệ Khả. Thì Ngài Huệ Khả theo học đạo với tổ một thời gian, rồi Huệ Khả mới thưa với Bồ Đề Đạt Ma thế này: Bạch Hòa Thượng, thời gian con theo Ngài con tu học cũng tương đối đó, nhưng mà sao con thấy tâm con không có an? Bây giờ Hòa Thượng chỉ dạy cho con cái cách để an tâm, cái phương pháp tu làm sao để an tâm. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói với Huệ Khả này: ông đem cái tâm ông đây tu an cho.
Thế là bây giờ ngài Huệ Khả cũng rối lắm, bởi cái tâm ở đâu mà đem, nó đâu phải một cục một nắm như thế này đâu mà đem. Thì nghe Bồ Đề Đạt Ma nói ông đem cái tâm để tôi an cho, thì ngài Huệ Khả nó bắt đầu đi tìm, xuống cái nhà bếp tìm coi cái tâm ở đâu, không thấy. Chạy ra ngoài vườn tìm cái tâm coi đâu cũng không thấy, ra trước chùa tìm cũng không thấy, ra sau chùa cũng tìm không thấy, đông tây nam bắc trong ngoài tìm không thấy, mệt quá thôi không tìm nữa. Thế thì cái lúc mà ngài Huệ Khả phóng cái tâm đi tìm, tức là vọng tưởng vọng tâm, quý vị hiểu không nè? Phóng cái tâm để đi tìm tức là vọng tưởng vọng tâm, thì đâu phải là tâm của mình. Ở dưới mặt nước quý vị thấy sóng nổi lên, rồi tới cái đỉnh cao của nó, rồi cái gợn sóng nó lặn xuống, rồi cái đợt sóng thứ hai tiếp tục nổi lên ở tới đỉnh cao của nó rồi hạ xuống. Cứ như vậy, làn sóng này hạ xuống thì làn sóng tiếp theo, cứ như vậy mà không bao giờ hết sóng. Người ta hỏi chừng nào hết sóng? Không còn gió nữa mới là hết sóng. Mà hết sóng thì nước trở về với nước, đâu có sóng đâu. Nước với sóng là một, phiền não vọng tưởng với tâm là một. Nhưng mà do cái tác động của nghiệp, cho nên phiền não khơi dậy ở trong tâm, nó thành ra vọng tưởng vọng tâm. Thế thì cuộc đời của chúng ta sống như thế đó, giống như cái gợn sóng nổi lên cao rồi hạ xuống, mất đi rồi cái gợn sóng khác nổi lên rồi hạ xuống, cứ như thế trùng trùng. Cho nên Đức Phật thương chúng ta, thân của mình á, đi làm việc ban ngày thì ban đêm có cái thì giờ để cho cái thân nó nghỉ, rồi sáng mai chúng ta làm việc đi. Còn cái tâm này không có giờ nghỉ, ngủ còn chim bao đó. Có khi nào quý vị ngủ chim bao mà quý vị thấy người ta được không? Rồi cũng la làng la sớm, rồi cũng đổ mồ hôi, có phải không? Tôi bữa đó tôi nằm chim bao, tôi thấy máy bay nó được tôi. Mà thiệt là nhỏ lớn tôi đâu bị máy bay được tôi hồi nào đấy, mà tôi chạy tôi đổ mồ hôi quá trời quá đất luôn. Vậy cái mệt gần chết mà chả thấy máy bay nào trời. Thế thì cái gì, cái hoạt động của gì? Của ý thức ở trong chim bao, gọi là mộng trung ý thức, chứ đâu phải mình ngủ rồi êm đâu. Đâu phải ngủ rồi hết đâu. Như vậy cả cuộc đời của chúng ta là không có giây phút nào để cho cái tâm của chúng ta an nghỉ. Phật thương chúng ta, Phật dạy chúng ta những cái pháp tu thiền, tịnh, mật, tụng kinh, trì chú, tức là những cái phương pháp đó, cái thời giờ đó là để cho cái tâm của chúng ta nó yên lặng, đừng có giấy động. Như vậy Phật thương chúng ta, Phật dạy chúng ta những cái phương pháp đó. Như thế là thầy thuốc, mà thầy thuốc của thế gian nó gọi là thần y, gọi là lương y, thì có thể thay trái tim mình được, thay cái thận được, cắt một khúc ruột nối được. Tôi có một thầy bây giờ ở chùa Vạn Phước học chung với tôi một lớp, cắt một khúc ruột nối giống như xe đạp vậy. Thầy cũng sống như bình thường, cũng tu bình thường đó, mà cái khúc đó bằng cao su. Tôi mới gọi là búp bê, hồi nhỏ học chung nhưng mà vẫn giỡn nó búp bê. Mấy cái ruột bằng cao su cắt một khúc, nó thối khúc rồi cắt khúc, vẫn sống như thường. Nè, như vậy thầy sống nay cũng được hăm hăm mấy năm rồi. Rồi thay cái trái tim cũng sống được 10 năm. Tức là Thượng Tọa Từ Giang ở Linh Quang Tịnh Xá đi Trung Quốc thay cái thận 1 tỷ mấy đó. Bây giờ Thượng Tọa cũng về cũng sống bình thường. Như vậy là thần y, vậy là lương y rồi. Nhưng mà Thượng Tọa Từ Giang cũng phải chết, bảo đảm không vài năm nữa thì cũng 10 năm nữa cũng chết. Cái ông thay tim cũng chết, ông thay ruột cũng chết, ông thay thận cũng chết. Đó là thần y đó, là lương y đó. Thế thì Đức Phật gọi là vị thầy thuốc không ai hơn là
thuốc của Ngài trị người ta không chết. Cái đặc biệt của Phật là trị cái thuốc này là không chết. Giờ tôi kể Phật trị thuốc cho quý vị nghe. Bây giờ giải phẫu, bác sĩ mà đem một bệnh nhân lên mà giải phẫu để thay cái tim đó bầm dập lắm, phải bắt người nhà ký tên vô, lỡ chết bỏ không có đền nha, nên nó đâu có chắc ăn đó. Rồi cái người bệnh nó cũng bầm dập lắm, rồi gia đình phải tốn kém kinh phí chứ đâu phải là cái bình thường. Nhưng mà chúng ta biết rằng thay cái thận này, thay cái tim này một thời gian 5-10 năm rồi cũng chết. Nhưng mà vất vả, cái bệnh nhân này vất vả lắm, gia đình này tốn kém dữ dằn lắm. Đây nè, và một đội y bác sĩ làm việc cực lực, mồ hôi đổ dầm về, chứ đâu phải đơn giản. Thế nên bây giờ chúng ta thử xem Đức Phật làm một cuộc giải phẫu mà con người của chúng ta từ bỏ cái tâm tham lam độc ác, từ bỏ cái tâm bỏng sẻn hận thù, thì có phải tốn tiền không? Có phải vất vả, có phải cực khổ cho một đội y bác sĩ không? Thưa không. Mà cuộc giải phẫu này êm ả, nói nè, bình thản, mà cái người đó đổi được tâm tánh, thay được tâm tánh thì được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên tôi nói thầy chân tính gần đây, thầy nhỏ hơn tụi tôi, đáng em út mà, nhưng mà tôi kính thầy chân tính có một cái chỗ này. Khi mà quý vị đọc cái quyển sách mà của chùa Hoằng Pháp mà in ra đó để mà ấn tống cho Phật tử đó, thì thầy nói một câu thế này: mình không có khả năng bố thí nhiều tiền nhiều của cho mọi người, đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của họ, mình không có khả năng. Nhưng mình cho họ một quyển sách 2.000 đồng, một quyển kinh 5.000 đồng, họ về họ đọc. Trong nội dung của cái quyển sách đó, cái quyển kinh đó mà có một câu mà họ tâm đắc, có một đoạn kinh mà họ thể áp dụng, họ tu tập được, thì cuộc đời của họ sẽ đổi an lạc. Từ cái khổ đau của hiện tại mà họ áp dụng cái lời dạy trong cái quyển kinh quyển sách này mà họ tu tập, họ thực tập hàng ngày, thì cuộc đời của họ được an lạc. Điều đó là điều mà tôi hết sức là tâm đắc. Tôi thưa với quý vị, sức khỏe con người cũng có hạn, chứ không ai máy móc gì. Nhưng mà về cái mặt hoằng pháp tôi tích cực, tức là bây giờ tôi giảng ở đây, sáng ngày mai tôi giảng ở Vĩnh Bình, tức là Trà Vinh. Sáng nay tôi giảng Trà Vinh, đêm nay tôi phải đi về dưới. Sáng mai 8 giờ tôi đăng đàn thuyết pháp, tôi phải đi. Là vì sao? Là vì tôi đem thuốc tôi cho quý vị. Trong cái đạo tràng này đâu phải là 100 người nghe hết lời pháp của tôi hết, mà 2 người nghe thôi, mà nghe được một câu thôi, thế mà về họ tâm đắc, họ tu học được, thì họ chuyển được cuộc đời của họ, và hiện tại và tương lai của họ được an lạc, được giải thoát, thì cái công đức của tôi lớn chứ đâu phải là nhỏ. Tôi không viết sách được, tôi không có khả năng, tôi không có tiền để bố thí, nhưng tôi có cái công để tôi giảng pháp, tôi khuyên dạy mọi người nên làm như vậy theo Phật. Cho nên Đức Phật còn một cái nghĩa cao thượng, đó là vô thượng đại y vương, tức là một ông thầy thuốc không ai hơn. Bây giờ tôi nói cái thuốc của Phật. Thế thì nội dung trong kinh Dược Sư thì Đức Phật nói như thế này: nếu mình đem cái đồng tiền đó mà mình cho thân bằng quyến thuộc mình, chứ đừng nói là người dưng, nhưng mình coi như là cắt từng khúc ruột của mình ra. Trong kinh Dược Sư nói, mình đem cái đồng tiền
tài sản của mình mà đưa ra cho thân bằng quyến thuộc mình á, mình coi cũng như là cắt cái khúc ruột ra nè. Đừng nói là người dân nước lạ, người dân nước lạ thôi khỏi rồi. Thế thì quý vị thấy rằng cái tâm bỏng sẻn của cái lòng tham lam của con người như trong kinh Phật nói đó có hay không? Giờ tôi nói thế này để quý vị lưu ý, thân bằng quyến thuộc của chúng ta chứ không phải là người dân nước lạ. Có một cái gia đình là anh chị cả đều là làm bác sĩ cả, có học đó. Gia đình con cái này khác nọ thành danh hết, nhà cao cửa rộng, có người em ở bên Mỹ với ông bố ruột ở bên Mỹ, cha ruột ở bên Mỹ. Thế thì ông bố mới nói với người con, bố không muốn khi bố chết gửi xương gửi xác ở xứ lạ quê người, mà bố muốn về Việt Nam. Bố sống gần với con với cháu vài năm rồi bố chết, đưa bố về dưới quê để nằm gần phần mộ của ông bà của tổ tiên. Thưa quý vị người Việt, chúng ta có một cái tinh thần hết sức là cao thượng. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng mà chết ở quê hương và được nằm gần phần mộ của ông bà cha mẹ, đó là cái lý tưởng và cái hạnh phúc nhất của người Việt Nam. Thì người con Úc ở bên Mỹ đó nghe bố nói như vậy động lòng không thể chịu nổi, mới bay về Việt Nam bàn với anh chị rằng, với anh chị em ra tiền anh chị mua nhà đất để em đưa bố về sống gần với anh chị vài năm rồi bố mất rồi đưa về quê chôn gần ông bà cha mẹ. Thế nên người anh cả mới nói, chú nói như vậy là hợp với đạo lý. Có nghĩa là bố muốn việc đó mà người con trai Úc đáp ứng được cái yêu cầu của bố, tức là hợp với đạo lý. Rồi mua nhà mua cửa, ông anh cả mới để cho bà chị dâu đứng tề. Khi đó người con trai mới đưa ông bố về thì bà chị dâu mới nói, nhà của chú ở đâu, chú đâu có nhà. Giấy tờ rồi bà chị dâu đứng hết, giấy hồng giấy đỏ gì chị đứng hết. Tức là người em Út biết là anh chị mình có cái tánh ý là không tốt, tức là anh đến anh nhờ địa phương can thiệp, thì địa phương ta mới nói rằng về tình thì chúng tôi biết, nhưng mà lý thì chúng tôi xử không được. Tình thì chúng tôi biết, nhưng mà lý thì bà A này đứng giấy tờ, chú đâu có đứng giấy tờ. Thì sau đó là người em mới dẫn ông bố đến chào vợ chồng anh chị, dẫn ông bố về Mỹ. Ông bố chết đem thiêu gửi xác ở bên Mỹ. Như vậy kinh Dược Sư Đức Phật nói rằng đem của tài sản tiền bạc của mình mà cho thân bằng quyến thuộc của mình, coi như cắt từng khúc ruột, đừng nói là cho người ngoài. Đó là cái đau, đó là cái bệnh. Như vậy khi trong tâm của chúng ta khởi lên một cái niệm tiêu cực, tức là nói theo thế gian, nói theo Phật pháp, tức là cái niệm ác, cái niệm xấu, cái đó bất thiện, đó là chúng ta đau. Cái đau của con người chúng ta là do cái tâm bất thiện, do cái ý niệm xấu ác khởi lên, và cái nghiệp theo đó sẽ cuốn hút chúng ta đi vào con đường trụy lạc. Thế thì Đức Phật Dược Sư phát 12 nguyện như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là vì mỗi Đức Phật thị hiện vào cuộc đời này các vị đều phát nguyện để độ sanh. Thì 12 nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai đều cứu giúp chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta về chùa đầu năm chúng ta tụng kinh Dược Sư, tức là chúng ta uống thuốc
Và những lời kinh, nội dung của kinh Dược Sư, tức là để phá đi cái xấu, cái ác, cái gì, cái nghiệp chướng của tất cả chúng ta. Vậy thì mọi người Phật tử chúng ta đều hành theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư, thì cần gì chúng ta phải là cúng sao cúng hạn, cần gì chúng ta phải cầu đảo ở nơi miếu, ở nơi nơi đình, ở nơi lắng, mà chúng ta có cái niềm tin với chánh pháp, với Đức Phật, Ngài ban thuốc cho chúng ta. Vì Ngài thấy tâm bệnh của chúng sinh đa đoan. Cái tâm bệnh của chúng sinh là do phiền não, do vọng tưởng, mà chúng ta muốn diệt trừ được cái khổ đau đó thì chúng ta phải uống thuốc của Phật, uống thuốc bằng giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật là lương y, giáo pháp của Ngài là thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh, là phiền não. Phiền não là bệnh, giáo pháp của Đức Phật là thuốc. Như vậy chúng ta thực tập, chúng ta thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, tức là chúng ta uống cái thuốc đó thì tâm bệnh của chúng ta hết. Cho người cư sĩ, bữa nay thầy nói lại quý vị nghe. Một là thân người khó được. Thứ hai là Phật pháp khó nghe. Thứ ba là bản lành khó gặp. Thứ tư là tính tâm khó phát. Cư sĩ quý vị, bốn cái khó đó. Bây giờ thầy nói cái khó thứ nhất là thân người khó được. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể cái câu chuyện rồi. Ở dưới đáy biển có con rùa đuôi, ở trên mặt biển có cái bổng cây, mà cứ 100 năm á, để con rùa ở dưới đáy biển nó chung lên mà trúng cái bổng cây. Đức Phật nói còn dễ hơn là con người chết rồi được trở lại làm người. Quý vị thấy khó không? Hồi thầy học cái bài kinh đó thầy không có tin, không có tin. Đặt giả dụ như con rùa nó thấy đường đi, mà ở dưới đáy biển mà nó nhìn cái bọng cây nó trồi lên thì sóng nó đánh cái bọng cây trôi đi mất hết được, dễ gì mà trúng cái bọng. Còn này con rùa đuôi, con rùa đuôi khó lắm quý vị. Bây giờ thầy chỉ quý vị thấy nè, bao nhiêu người đây thôi, đừng nói nhiều lắm, bao nhiêu người đây thôi, quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà quê về có giữ đúng không? Có giữ đúng không? Có giữ hết năm giới không? Như vậy năm giới của người cư sĩ là cái nhân cách làm người. Mà hãy mình phạm năm giới đó là đời sau không được làm người. Thôi mình đừng nói ở ngoài xã hội, cả làng, cả xóm có ai giữ đâu. Sát sanh họ cũng sát sanh, trộm cướp họ cũng trộm cướp, tà dâm cũng tà dâm, nói dối, nói gian, lừa đảo, rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy đầy đồng hết, thì làm sao họ được làm người? Thấy chưa? Thấy khó không? Hồi thầy học thầy không có tin. Phật thí dụ cái chuyện gì kỳ vậy? Tự nhiên con rùa đuôi ở dưới biển mà 100 năm nó chung lên, mà ở trên mặt biển có cái bọng cây mà nó chung trúng cái bọng cây đó. Trời đất, tôi dễ gì mà trúng. Nó thấy đường còn chưa chắc trúng nữa. Bây giờ thầy đi đặt gia vô con rùa, nó thấy đường đi, nó ở dưới đáy biển nó dòm lên ở trên đó mấy chục thước. Biển nó sâu mấy chục thước, thì nó dòm nó thấy cái bọng cây, nó trồi lên rồi sống, nó đánh cái bọng cây, nó đi trốn mất rồi, làm gì mà trốn được. Còn ở cái câu chuyện này Đức Phật thí dụ là con rùa đuôi khó lắm. Thì bây giờ thầy thí dụ đó,
Bao nhiêu người đây là Phật tử thọ tam quy ngũ giới đó, nhưng mà giữ trọn không? Giữ trọn không? Mà đánh mất cái nhân cách này, đó là cái đạo lộng người. Bên đạo Nho người ta dạy là nhân nghĩa, nhân nghĩa lễ trí tính, là nhân luân, là cái đạo lộng người. Đạo Phật dạy là tam quy ngũ giới, giữ năm giới cho tròn, là cái nhân cách làm người, thì đời sau mình mới trở lại làm người. Còn mình đánh mất cái nhân cách đó, cái nhân mình không tạo cái nhân thì cái quả làm sao mình làm được làm. Bây giờ cả cái quả đất này gần 7 tỷ người, thì bao nhiêu người thọ tam quy ngũ giới? Mà bao nhiêu người thọ tam quy ngũ giới đó là bao nhiêu người giữ đúng? Trời đất ơi, không có bao nhiêu hết. Cho nên cái nhân cách chúng ta đánh mất thì cái quả trong tương lai chúng ta không được làm người. Quý vị hôm nay được làm người là đời trước quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi. Quý vị đã giữ gìn năm giới đó, là cái nhân cách làm người. Cho nên cái quả đời hôm nay quý vị được làm người. Nhưng mà người thì đâu có đồng đó. Người thì cao, người thì cấp, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thông minh, người thì dốt, đủ thứ hết. Chứ đâu phải người đồng nhau đâu. Con mình đẻ ra năm đứa, con ruột của mình năm đứa đó, nhưng mà năm đứa nó không giống nữa nào. Thằng thì ngơ ngơ ngác ngác, thằng thì lanh lợi gọi là dành ăn, thằng thì học lớp 1, lớp 2 mà lọt 2-3 năm không có lên. Tức là năm đứa của mình mà nó không giống nhau, quý vị thấy không? Cho nên á, cái nhân đời trước mình tạo thì cái quả đời hôm nay mình gặt hái. Đừng có đổ thừa trời đất, đừng có đổ thừa thần linh thượng đế gì hết, mà cái nhân quả nó quyết định. Cái nhân quả nó quyết định. Thì cái thứ nhất quý vị thấy là thân người khó được, mà hôm nay mình được. Bây giờ mình cố gắng mình giữ năm giới, cái nhân cách làm người, cái đạo làm người đó cho tốt, cho tròn, thì đợi sau mình mới được làm người. Mà mình làm người mà mình bỏng sẻn, mình tham lam, mình trộm cắp, thì đợi sau mình trở lên làm người mình nghèo. Nghèo. Thì quý vị, cái nhân thì cái quả. Cái người đời nay họ trộm cắp thì cái quả nó như thế nào? Luật pháp họ tìm, họ bắt, họ bỏ tù, khắc phục hậu quả. Rồi dòng họ tổ tiên, con cái mình, bạn bè mình họ lánh xa, mà dòng họ mình bị nhục, là cái nhân quả hiện tại. Cái người trộm cắp, cái nhân quả đời sau thì sao? Thì trở lên cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hoặc giả làm có rồi người ta lừa gạt, nước trôi lửa cháy, tay không quần tay không. Có cái anh này, anh kể thầy nghe, anh ở Sài Gòn, anh đi học ở bên Đức học 5 năm. Anh về Việt Nam, anh mới làm cho cái công ty này. Thì cái công ty này giàu. Anh làm được mấy năm, anh nghĩ là cái công lao của mình, cái ông giám đốc này đâu có tài cán gì mà do mình giàu. Anh mới nghĩ, anh tách ra, anh này làm cái công ty riêng. Anh về nhà, anh kêu bà con, rồi anh em họ hùng hợp vô, làm cái công ty riêng, lỗ, chở vô làm cho ông giám đốc, ông giàu, trở về làm lỗ, bán nhà, bán đất hết.
Anh nói tại sao vậy thầy? Con đâu có dốt, con giỏi hơn cái ông giám đốc đó, mà con làm cho ổng để ổng giàu, mà con về con làm cho con để con nghèo. Chú mày không có bố thí, còn cái ông đó ổng bố thí cho nên ổng giàu, còn chú mày không bố thí. Bây giờ chú mày làm á, làm bao nhiêu lỗ bao nhiêu, bán đất bán nhà cha mẹ đồ rồi, bây giờ muốn nhà mà ở không có nhà ở nữa, bỏ tiền vô làm cái công ty này nghèo, mà làm cho cái ông giám đốc, ông giám đốc ông giàu, ông nói sao kỳ vậy? Chứ phải mình dốt hả? Mình học giỏi mà học binh đức về mà, nhưng mà làm cho cái ông đó giàu là cái phước của ông đó. Mình đi cộng tác với ổng thì được, mà mình về mình làm cá nhân nên mình nghèo. Anh kể cho thầy nghe ở nước Sài Gòn. Rồi thứ hai, cái khó thứ hai là Phật pháp khó nghe. Bây giờ quay về là Phật tử đó, mà thầy giảng kinh Bát Nhã kia thầy nghe không nổi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thì sắc, nghe nổi không? Ừ, đất ơi, sao nghe Phật pháp. Nói chuyện con cò, con cua, nói cái chuyện nhân quả đâu còn nghe được. Thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, thầy giảng kinh Đại Bảo Tích, thầy giảng kinh Bát Nhã thì hết nghe. Cái gì mà sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức dị sắc, đến gì nói tùm lum tà lê vậy, nghe nghe không có nổi. Bởi vì sao? Quý vị là cư sĩ, cơm gạo áo tiền nó bao cả cuộc đời này. Cái mở mắt ra thấy tiền, mở mắt ra thấy cơm gạo, mở mắt ra thấy nợ nần, mở mắt ra thấy hụi hàng, mở mắt ra thấy tiền lợi nhà băng, chỗ nào đâu mà nghe pháp, nghe nhiều đó cũng bắt chết rồi nữa. Nay vàng lên mai đô la xuống, nhiều đó cũng mệt. Thì giờ đâu, thầy mới có thì giờ. Thầy không có lo cái chuyện đó, kệ nó lên, nó lên, nó xuống, kệ nó. Thầy lo một việc một là hoằng pháp lợi sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử con của vua Tịnh Phạn, giàu có, uy quyền, thế lực. Nhưng Ngài bỏ cuộc đời của Ngài làm một công việc duy nhất là hoằng pháp lợi sanh. Làm một công việc hoằng pháp lợi sanh. Cho nên vì vậy mà người cư sĩ quý vị là có cái phước là đời nay mình gặp được Tam Bảo, mình có cái đức tin, nhưng mà Phật pháp khó nghe. Rồi bao nhiêu người ở trong xã hội này họ đi nghe pháp hết, là Phật tử đó nghe chưa nổi đó. Còn những người khác là suốt cuộc đời không bước chân tới cửa chùa về nói Phật pháp rồi đó. Ôi mấy ông nói tầm bậy tầm bạ đâu mà chết, họ còn chê nữa, họ còn phỉ báng nữa. Đã nghe không nổi rồi còn chê, còn phỉ báng nữa. Một hôm Đức Phật đi dọc đường, Đức Phật gặp một cái ông nông dân, ổng khóc, khóc mà hốt hoảng lắm. Gặp Phật nói, cô Đàm ơi, ông đằng xa ông đi tới, ông có thấy cái bầy bò tôi không? Tôi mất bầy bò, tôi khổ quá, khóc. Gặp Phật, ông hỏi mất cái bầy bò, sao không hỏi Phật pháp? Thế Tôn ơi, con chừng nào con mới giác ngộ? Thế Tôn ơi, chừng nào con mới hết tham sân si? Hỏi Phật như vậy đó chứ, sao mà hỏi cái bậy bò? Cụ Đàm ơi, ông có thấy bậy bò tôi đâu? Tôi mất bò tôi khổ quá. Phật mới hỏi vậy chứ, ông mất bò ông khổ rồi, cái thân ông mất thì ông khổ không? Ông làm thinh. Cái thân của mình mất mình có khổ không? Rồi bây giờ trong quý vị thấy là dòng họ mình chết mình khóc, phải không?
Nhưng mà mình không có hay, mình chết mà mình không có hay. Quý vị thấy mình chết không? Ngồi đây mà chết đó, nhưng mà vẫn cười bình thường. Cái tế bào của trong thân của mình mỗi ngày nó sống nó chết. Cho nên hồi còn trẻ là thầy như quý vị đó, thịt da đồ con đàng hoàng, bây giờ da đồ đâu mất rồi trời, xương sóc không. Bây giờ ngồi không có cái này, ngồi nó đau cái đít lắm, ngồi không nổi. Phải có cái đồ kê lên. Tại sao vậy? Tế bào chết, chết mà mình cười. Còn thiên hạ ngoài kia chết mình khóc. Đức Phật nói mình dù mình chết mà mình cười. Nó chết hằng ngày mà. Như vậy đó là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Bắt đầu 60 tuổi là chết nhiều hơn sanh. Cho nên gọi là già rồi, thịt đồ nó đâu mất hết, còn cái da không là đại khái như vậy. Tức là nó chết nhưng mà nó không có sanh. Còn cái tuổi còn trẻ đó nó sống như chết. Nó chết rồi nó sống, nó sanh cái mới. Da thịt tôi thấy nó đề đảm, nó dễ coi. Còn cái người già rồi là cái tế bào nó chết, nó chết. Thế mà mình cười mà cái người ngoài mình là mình khóc. Con bò nó mất thì mình khóc, nhưng mà cái thân của mình nó sống nó chết từng ngày từng giật, từng giây từng phút, mình thấy mình vững vững. Vì vậy cho nên một câu chuyện thứ hai nữa là Đức Phật ở trong cái hương thất đó, khuya có cái anh chàng rượu say, anh đập cửa: Cồ Đàm ơi, cho tôi tu với, chứ không mấy ông tu một mình ông. Ông đập cửa. Đức Phật mở cửa thấy ông say rượu. Phật hỏi: sao, có muốn tu không? Ông rượu say, ông nói: cho tôi tu với. Phật mới cạo tóc, lấy cái y ca sa của Phật đó đắp vào cho ông. Ông nằm queo, ông ngủ ở ngoài cửa đó tới sáng. Chứ chừng sáng rồi ông thức dậy, ông thấy sao tự nhiên mình có mặc áo cà sa mà đầu tôi cẩu trọc sao lạ vậy. Cái bỏ đi thì các thầy tỳ kheo mới thấy sao ở trong cái tịnh xá của mình mà có cái ông sư này mà lạ quắc vô đây hồi nào, mới chạy theo. Để chạy theo ruột cái ông thì Phật mới nói với A Nan, chạy ra nói với quý thầy đó: đừng có ruột, nhưng có được. Thì mấy thầy mới vô mới trách Đức Phật: anh sao rồi Thế Tôn cho cái ông uống rượu say rồi ông mặc áo cà sa, ông cạo tóc, ông tu, ông người say say rượu mà. Rồi mấy thầy họ phản đối Đức Phật chứ. Phật mới để cho mấy thầy nói rồi. Cái ông đó ổng say nhưng mà ổng tỉnh. Ông sai mà ông tỉnh. Ông mới đòi tu thì Thế Tôn cho ông tu. Cái chuyện đó bình thường đó. Sai mà người ta tỉnh. Còn ở ngoài xã hội người ta sai cả đời có ai tỉnh đâu. Quý vị thấy đúng không? Ở ngoài xã hội họ sai cả đời có ai tỉnh. Còn cái ông này ông sai mà ông tỉnh. Ông mới xin ông tu thì Thế Tôn cho ông tu. Các thầy đồng thinh. Sai nhưng mà tỉnh. Như vậy tất cả mọi người của chúng ta trên cái cuộc đời này có ai tốt hoàn toàn đâu. Cho nên Phật mới nói là bị người chê cả thế gian này chưa từng thấy, được người khen cả thế gian này cũng chưa từng thấy. Tức là cái người này bị người ta chê cũng không có, mà cái người này được người ta khen hết cũng không có. Nghe là có chê có khen. Người tu cũng có đồng minh, ăn trộm cũng có đồng minh,
hút xì ke cũng có đồng minh, đi ăn cướp cũng có đồng minh. Nghĩa là chắc đâu phải là mình tu rồi hả họ khen hết đâu. Đó là tức là cái xã hội cũng của chúng ta tức là đa dạng. Cái người họ ăn trộm ăn cướp đó, xã hội người ta lên án đó, nhưng mà họ cũng có đồng minh, không có bè bạn vậy. Thì cái người tu hành thì cũng có bè bạn, cái người làm ăn cũng có bè bạn. Nghĩa là trong cái xã hội của chúng ta tức là không có cái nào rất là tuyệt đối hết, bị người chê cả thế gian này chưa từng có, được người khen cả thế gian này chưa từng có. Cho nên Thế Tôn mới nói người tăng mê mà một phút giây nào đó người ta tỉnh dậy. Ở trong giáo lý Đức Phật nói là từ sanh tử đến niết bàn không biết là bao xa, nhưng mà chỉ cần quay đầu trở lại là thấy bờ giác. Phật không có nói 5 cây số, 7 cây số, 10 cây số, 20 cây số vậy, nhưng mà từ sanh tử đến niết bàn không biết bao nhiêu, mà chỉ người ta chỉ quay cái đầu trở lại, hồi đầu bỉ ngàn, tức là quay cái đầu trở lại là thấy bờ giác, chỉ là tỉnh. Còn mê thì cả ngàn kiếp muôn năm, nhưng mà tỉnh giác thì chỉ quay cái đầu trở lại là thấy bờ giác. Đâu có xa, đâu có 50 cây số, 70 cây số gì. Phật nói chỉ quay đầu trở lại. Thì cái anh chàng uống rượu say này, Phật nói là họ tỉnh, họ muốn tu, Như Lai cho họ tu. Còn ở ngoài xã hội có nhiều người cả cuộc đời họ say mà họ không có tỉnh, thì đối với cái người uống rượu say mà tỉnh này thì Phật khen. Tất cả chúng ta là người say mà tỉnh. Còn nếu say mà say suốt cuộc đời thì cái đó thôi, thì A Tỳ địa ngục nó đón.